Lại. Câu 16. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh nam thoa, dao động, điều hòa với tần số 40 hẹp. Trên dây AB có sóng dần ổn định, A được coi là nút. Vậy chúng ta căn cứ vào hai thông tin, đó là đầu B cố định và đầu A được coi như là nút sóng. Vậy từ đây chúng ta đưa ra điều kiện, đây là hai đầu cố định, tức là ta áp dụng L bằng K lambda chia 2. Sau khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta đi tìm lambda, thì chúng ta thấy thông tin của bài toán lại cho chúng ta được lambda là ở cái tần số và vận tốc. Vậy thì chúng ta có được lambda. Lambda sẽ bằng V chia F. V sẽ bằng là 20. F sẽ bằng là 40. Vậy thì chúng ta sẽ chỗ này là bằng 0,5 mét, đúng không? 0,5 mét tức là bằng 50 cm. Rồi chúng ta có được giá trị này rồi, chúng ta thay vào L là 100. K là đi tìm, lambda là 50 cm, thì chúng ta sẽ thế vô là 50, ta chia cho 2. Vậy 50 chia 2 sẽ bằng cái gì đây? 50 chia cho 2 là bằng 25. Vậy thì chỗ này K sẽ bằng nhiêu? K sẽ bằng 4. K bằng 4 thì dẫn đến ở đây sẽ có tổng cộng là 4, này là 4 bó. 4 bó thì ứng với chúng ta sẽ là 4 bụng và 5 nút. Vậy đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án D. Rồi, ghi và đợi tôi chút xíu. Tốt hả? Lên. Alo. Rồi coi tiếp đi. Câu 17. Nay trùng lịch vừa lưới chứ không có. Một hồi mấy cái này thầy vừa nói là thầy đang ghi bằng hai máy điện thoại, thầy phát và ngược lại trên YouTube. Tức. Học lắm. Có mang.
Con vào Zoom con học chung với bạn luôn đi, vào Zoom luôn á. Rồi Hành có bài chưa anh? Coi qua coi nó nói gì. Rồi chưa? Rồi ta tiếp tục câu số 17. Rồi bắt đầu nha, tiếp tục nha. Châu nghe chưa con? Châu châu chứ không phải Thành. À, sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số 100 trên cùng phương truyền sóng, hai điểm cách nhau dao động cùng pha. Câu này là cái câu mà sửa đi sửa lại nè, chúng ta sẽ bị gài nè.